Đây là tiếng kêu của nó đấy các anh chị thấy không? Tiếng kêu rất là đùm, rất là đã tai luôn. Nó là đùm ceramic nên để quay để bao giờ nó dừng thì rất là lâu. Hà Nội Bike Shop, địa chỉ tin cậy cho mọi thứ bạn cần trên chiếc xe đạp. Truy cập hanoibike.net để được đặt hàng với giá tốt nhất. Đây là cặp vành Vision Mentor 55. Con này là vành carbon bền cao 5 phân. Nó sử dụng đùm ceramic của Hubsmith, đùm này của Đài Loan sản xuất. Bánh này thì chỉ có một xuất xứ duy nhất là xuất xứ Trung Quốc nhá, chứ không có Đài Loan đâu. Nhiều khi một số người bán cứ hay nâng cao giá trị, nâng cao nó nói Đài Loan như nói. Các anh chị muốn nghe lời nói thật thì nghe một lời nói dối ạ. Đài Loan thì chỉ có hàng xịn, còn không phải hàng xịn. Bản thân dòng Vision này là thương hiệu của Đài Loan. Đố thằng Đài Loan nào dám sản xuất tại Đài Loan con này copy, nó đánh nhau tung người luôn. Lên con này thì chỉ có Trung Quốc sản xuất thôi, đùm của Đài Loan thì đủ. Hoặc là nhà máy Đài Loan tại Trung Quốc sản xuất thì còn có thể. Chứ còn nếu mà made in Taiwan thì điều đấy không thể nào xảy ra. Còn muốn các anh chị muốn tem made in Italy còn làm được, chứ made in Taiwan thì đơn giản lắm. Thì cái đấy thì không có gì không làm được. Những cái khó nhất nó còn làm được ba cái chuyện tem này đơn giản. Con bánh này thì là em làm rất là nhiều rồi. Đều là cái nhà máy lớn nó làm nên chất lượng của vành bánh ấy có yên tâm tuyệt đối. Bảo hành 1-1 trong 1 năm luôn anh chị. Thao sử dụng con này bán rất là nhiều. Còn em bán thì đến ngày hôm nay thì không phải ngày 1, ngày 2 mà mọi người biết đến, mà mọi người đã dùng hàng của em đều biết là chất lượng ra sao. Con này thì điểm mạnh của nó nằm ở cái đùm. Đùm nó là đùm ceramic, để ceramic speed. Nó rất là chớn, rất là kêu luôn. Con vành này thì là nó là vân UD, nhìn rất là đẹp luôn, tem Vision. Cái này thì hàng copy 1 chứ không phải là hàng chính hãng nhé. Vision thì hàng chính hãng nó đắt hơn nhiều. Vision là hàng chính hãng, một đôi nó mà đùm ceramic ba mấy 40 triệu cơ. Đó, như con này thì không thua kém gì luôn. Chất lượng thì có thể là 1910 được. Cái đấy bảo hành cho anh chị quét nhà dùng luôn. Em sẽ quay cho anh chị xem cái tiếng kêu của con máy này nó như nào nhé. Đây là nó vướng tay. Đây là tiếng kêu của nó đấy các anh chị thấy không? Tiếng kêu rất là đùm, rất là đã tai luôn. Nó là đùm ceramic nên để quay để bao giờ nó dừng thì rất là lâu. Con này nếu mà khi lắp lên lốp, lắp lên xe thì cái nó có cái nặng hơn thì cái gia tốc nó sẽ còn tốt hơn nữa, còn quay tít mù hơn nữa. Đây. Cảm ơn các chị đã theo dõi video. Rất là chớn luôn.